Ê, chào mọi người nhá. Thôi hôm nay video của mình cái video mình đang thử thôi. Sao video mình kết thúc ở đây luôn nhá. Tạm biệt các bạn nhá. Bye bye. Ê, xin chào cả mọi người nhá. Chào mừng trở lại với The Battlecat Việt Nam này. Đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người có đồ hay cho các bạn trong tình các bạn chơi tựa game The Battlecat, cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Yeah, xin chào cả mọi người. Ui, thật không phải tin được các bạn ơi. Chưa gì đã lên 9.000 sub rồi. Mình mới nhớ có cái gì nhỉ? Cũng mới có được có một thời gian quá ngắn mà lên được 9.000 sub. Thật không phải tin được. Thật không phải tin được các bạn ạ. Ok, chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo nhá. Ở tập lần này chúng mình hãy cùng đấm nhau với cái sự kiện 100% tỷ lệ giao Uber. Và cũng như là chúng mình đang thấy có một con Uber mới màu tím ở đây này. Con này thì nếu mà các bạn hỏi mình xem mà mấy con này có ngon hay không thì chắc là trong video mình sẽ giải đáp luôn nhá. Đó, với cả mấy con ở trong này nữa. Nói chung là có rất là nhiều con. Đó. Ui giời ơi, nhiều sự kiện quá. Cảm ơn các bạn vì đã đưa kênh mình lên con số 9.000 nhá. Mình không tin được luôn ý. Vừa mới hôm trước mình thấy con số 8.000 mình đã vui lắm rồi, mình đã kiểu nổ tung cả não rồi, bây giờ chưa gì đã lên 9.000 rồi. Và mình biết là cái công này rất lớn đến từ bạn Geocast đã kêu mọi người sang xem channel của mình và có thể là mình đã lấy được cảm tình của các bạn chăng. Thì mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you very much. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều, mình rất là vui. Mình không biết nói cái gì cả, thôi hôm nay chúng mình sẽ quay Uber tiếp. Và tính đến bây giờ thì mình đã có khá Uber rồi đấy các bạn. Căn bản là mình quay toàn một cái lúc nó có sự kiện 100% mà. Thì đấy là cái cách mà mình có Uber nhá. Chứ còn không thì các bạn có lâu mà có Uber. Đây, chưa gì mình đã có bao nhiêu nhỉ? 2 này, 4 này, 6 này, 6, 2, 12, 1, 13 Uber rồi các bạn. Mình có 13 Uber rồi, what the fuck. Mình có 13 Uber rồi. Mà rank của mình mới có 1.500 nhá. Thì các bạn cứ hỏi mình lý do tại sao anh có nhiều Uber vậy, sao em quay mãi không ra Uber. Thì mình sẽ tiết lộ các bạn cái bí mật đấy ở trong cái video tiếp theo. Đó là một cái video ngắn thôi, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cách các bạn sử dụng vé bạc và vé vàng một cách hợp lý. Tại vì hầu như là ấy, mình thấy các bạn dùng vé bạc và vé vàng sai bét luôn. Dùng sai bét luôn ấy, thật. Đây, như các bạn xem này, mình đang có con số rất là đẹp đúng không? 28, 28. 28, 28, 28, 28. Yes, 28, 28. Con số rất là đẹp luôn. Thì cái đống vé này mình để dành để làm gì? Mình sẽ để dành để vào một cái video mình giải thích cho các bạn là tại sao mình cái vé nó lại quan trọng thế. Ok, chúng mình sẽ cùng xem qua hai banner này. Mình nghĩ là mình sẽ quay banner X Smart Girl các bạn ạ. Hôm thứ bảy là hôm qua đúng không? Đúng hôm qua đấy. Là Giáng sinh hay thứ sáu nhỉ? Lú. Ok, chắc mình không nhớ. Nhưng mà hôm trước là Giáng sinh thì chắc là mọi người cũng rất là vui vẻ bên gia đình rồi. Có bạn nào mà không có người yêu thì chắc là cũng ở nhà rồi, có người yêu thì cũng ở nhà nên sao đó. Về dịch này đi lại thì có mà đi hẹn hò của Covid à, đúng không? Đây thì trong cái banner này thì cá nhân mình thấy thì Twin Star hai cô gái này chỉ là hai cô gái ok nhất. Tiếp theo các bạn có thể mong là có được Kai này, Kai cũng được này, Ku cũng được này, và con hổ này cũng được này. Mình thấy mấy con này đều dùng được cả. Nhưng mà nếu mà các bạn quay ra kiểu Coppermine hay là quay ra Coppermine thì chắc là để trưng cho đẹp thôi. Có mấy con ở trong này nó không khỏe lắm. Còn nếu mà các bạn muốn mấy con đa dụng ấy thì nên quay ở bên Element Pixie ở đây. Bộ Element Pixie này khá là ok này. Nhưng mà cá nhân mình thì thấy là mình muốn quay bên này hơn. Tại vì bên này thì kiểu đằng nào sớm muộn cũng quay được ấy. Còn là bên này là mới hiếm này. Bên này một năm chứng một lần thôi các bạn ơi. Thế ra mình sẽ quay bên này. Thì nếu mà trong này nếu mà mình quay được ra con ổn nhất thì mình sẽ quay ra Twin Star các bạn ạ. Thì như cái banner lần này, banner lần này thì cái con Uber Yuletide Nuse, đúng vậy, Yuletide Nurse là cái con cầm đến này có True Form này, Kezi Cloth này có True Form này. Mình bây giờ thì chưa đủ trình để nâng True Form cái con này đâu, nhưng mà mình thấy Twin Star khá là xinh. Snow Angels Twin Star này khá là xinh thôi, như thế là đủ rồi các bạn ạ. Chúng mình quay rồi chứ còn bàn bạc gì nữa. Mà khi mà mình quay xong cái sự kiện lần này thì 100% sự Uber nhé các bạn. Chắc là mọi thứ nó sẽ rất là tuyệt vời. He. Cảm ơn các bạn vì 9.000 người đăng ký. Mình rất là vui, mình rất là vui, mình rất là vui. Very happy. Bây giờ mình rất là vui. Cảm ơn các bạn nhé. Ui, what? Bây giờ mình có con này à? Bây giờ mình có Mercat.
À mà hôm trước, ô, bây giờ mình mới có Wish Cat này, bây giờ mình mới có con này này. Ở từ cái video lần trước đến bây giờ là mình cày được khoảng độ tầm mấy trăm nghìn ấy, à mấy trăm cắt phút rồi ấy. Mà kiểu các bạn biết mà bây giờ càng ngày mình càng bận mà mình cày được mấy trăm nên là mình hơi bị siêng đấy, mình bỏ hơi nhiều thời gian lại chơi đấy. Ô, lại một con mới, con này mình chưa có. Con này mình chưa có. Tiếp nào. Sai chỗ khác, qua the way. Ồ, nãy giờ chưa có Uber các bạn rồi. Thì mình đang hơi lo thôi. Ô, lại một con Kai nữa. Thế là mình đã có hai Kai rồi các bạn ạ. What? Frosty Kai. Ồ, thế hết rồi. Thế là hết rồi. Thế là mình không được Twin Star à? Eo, thế là mình không được Twin Star các bạn ạ. Để mình xem là con Kai nó làm cái gì á. Thường ấy, các bạn đọc ở đây nó có hết mà. Nhưng mà thực ra Kai này cũng là một con ngon đấy các bạn. Xem nào. Touch Defense with Fast Area Attack Resistance với cả Angel và Alien. Ôi giời. Angel với cả Alien à. Thế thì mình thích cái con kia thì nó là floating với cả cái gì? Để mình xem nào. Bây giờ mình đã có hai con Kai rồi ạ. What? Ôi rồi ôi. Đây mình đã có Kai type thay cái này rồi đây cu này. À quên mình chưa dùng. Ôi thế là mình được con Kai các bạn ạ. Úi giời. Đấy, mình có rất nhiều đây. Mình đã dùng tất cả nhá. À không 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 không. Từ từ bình tĩnh. Mình sẽ tách một vài con ra NP nhá. Mình sẽ xem mấy con mới đi. Đây, mấy con mới thì mình sẽ dùng hết này. Đó. Còn là mấy con mà đây, mấy con dùng được này, mình sẽ bán một vài con đi. Mà thực ra trong vài con nào cũng dùng được các bạn ạ. Thế mới khổ đi. À đây, con này bán được này. NP, next. Con này mình chỉ cần một con thôi các bạn ạ, không cần nhiều. Còn Bishop khác này, mai sau con này bán nốt. Con này mai sau dùng được đấy nhờ mình bán nhé. Mình không cần con này. Cut Gun Slinger này mai sau cũng dùng được nhưng mà mình không thích, bán nốt. Con này thì dùng được này. Tại con này con đánh nhau, con này cũng dùng được này. Cái chỗ này mình cũng dùng hết nhá. Mấy con tạo hiệu ứng thì mình không thích lắm nhưng mà mấy con mà có sát thương cao thì mình sẽ thích. Có thể là các bạn thấy mình sai nhưng mà mình nghĩ là thế là cũng ok. Mình thử nó con này lên 10 nhá. Bây giờ mình đang có 1.300.000 XP à. Xinh ra mà. It's so cute, so cute. Ok, level 15 rồi này. Đây, mình xem con này nào. Con này là Resistant với cả Floating thôi. Còn con này Resistant với cả Angel với cả Alien liền này. Thế chả lẽ con này ngon hơn à? Không, Kai chắc chắn nó ngon hơn. Đấy, Kai còn có True Form cơ mà các bạn ơi. Kai có True Form cơ. Còn con này là Floating này. Angel cái Alien à. Ô hố. Hay vậy. Mấy con này mình còn chưa nâng cơ. Mình cũng kiểu phân biệt đối xử. Mà mình có nhiều Uber quá ấy. Thế ra mình còn chưa 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 nâng được hết lên. Con này vẫn level 11 này, trông quạo. Quay, thế là mình có Uber mới các bạn ơi, vui quá. Let's go. Chúng mình sẽ xem con này nó như nào. Ui, xịn quá. Có cái mới này. Cái này mình đánh rồi à? Mà sao cái này mãi nó cứ xuất hiện đấy nhở? Cái này mình đánh hàng chục lần rồi ấy. Có tổng cộng 4 màn. Nhưng mà mình chỉ đánh được một lần thôi, khỏi chấm. Thế thì mình sẽ đây mà mình sẽ dùng cái đội hình gì đây? Đây đây đây, mình thử dùng cái này đi. Mình sẽ cho Titan chim cút có nhóm. Đấy, ui hai con này bằng tiền nhau luôn các bạn ơi. Mà nó chỉ chênh nhau có một level thôi, thành ra là mình nghĩ là ok đấy. Chỗ này mình đang sử dụng cái combo quá gì vậy? Có cả combo mới này. Starting money up này. Xem nào. Resistance này, ngon. Cut base defense này. Cái này là slow rồi. Và cut canon này. Mình không, không mình đang dùng combo gì nhỉ? À mình dùng unit defense à. Mình có nhưng mình đang dùng defense. Đúng rồi. Thế thì mình sẽ bỏ mấy con này ra, mình thay bằng mấy con Mistral nhé các bạn. Đấy, đi xa. Go away. Ở đây chúng tớ không cần mấy con như thế. Mình sẽ à đấy, Paris Cat mình bây giờ 16 cộng 5 rồi này. Là nguy cơ là nó sẽ lên True Form sớm ấy. Mình cho con này vào đây. Ở đây ván này thì chúng mình sẽ gặp mấy con có khiên các bạn ạ. Thành ra mình sẽ mang con Furryland này vào nhá. Hơi đắt nhưng mà không sao. Mình sẽ mang thêm Crazy Cat nữa. Ui đội hình quá là Uber luôn. Con này bỏ ra cũng được ấy. Nhưng mà thôi mình cứ cho vào nhá.
rồi bỏ ra đi. Ok, mình sẽ thử xem hay hay em khai mình trông như nào nhá. Trời ơi. Ui gần vãi, trụ gần vãi, trời cứu. Mình sẽ gọi Ramen Cat ra để chờ nhá. Ôi mấy con này yếu quá. Hình như là Ramen Cat mình cần được hết đấy. Ramen Cat của mình level 30. Ô mấy con này freeze. Mấy con này có freeze các bạn ạ. Ui chết rồi, chết. Mình sẽ gọi thêm con nữa ra. Ô đây rồi. Ui. Trông hay vãi trời, nhìn quả rốn lồi. Ok, mình sẽ chờ xem mà. Mình sẽ thử gọi con mới ra nhá. Ui xinh vãi. Xinh vãi. Ôi bạn có thấy cái gì đang nảy nảy không? Chắc chắn là con người tuyết đang nảy rồi. Ok, mình sẽ quanh nó. Ui. Con này thì nó rất là trâu nhá các bạn. Đây, mình sẽ thêm con nữa. Ui, con này trông kiểu mấy con này trông xịn vãi. Thế mình đã có hai chị em nhảy tương tự trên màn hình rồi. Ok. Thắng nhanh cũng đêm dài lắm mộng các bạn ơi. Đêm dài lắm mộng. Hình như là con Kai kia thì đầm đánh xa hơn rồi này. Một con tầm đánh xa hơn các bạn ạ. Ok, cái này nó lại đuổi mình đi rồi. Bây giờ mình sẽ chơi thử cái Sumo Awaken à. Thực ra cái này chỉ cần đánh màn đầu tiên là Expert này. Chỉ cần đánh màn đầu tiên là đã đủ. Cái này chỉ cần đánh màn đầu tiên là được rồi đấy các bạn. Hay là chúng mình thử chơi Storm Legend nhỉ. Xem nào. Ừ, chơi Storm Legend đi. Ui, hay dã man. Mình được con mới này. Nhà trong này thì đánh nó lâu lắm, thành ra mình sẽ mang con nào tốc độ nhanh nhanh tí á. Trong này thì mình sẽ để cho tốc độ thì mình sẽ mang con Butterfly Cat. Con này dạo này gần đây mình dùng suốt ngày này. Butterfly Cat dùng xịn đấy. Ngày xưa mình cứ nghĩ con này phế cơ. Tại vì kiểu nó lao lên để nó chết ấy. Nhưng mà thực ra máu con này khá là trâu các bạn ạ. Trâu rồi, cái sát thương nó to nữa. Thành ra nó kiểu khá là ổn đấy. Mà rẻ nữa, 600 tiền. Này, 600 tiền gọi ra luôn. Con này nhảy phát nào chết phát đấy. Mà nó cũng có tầm đánh của nó nhé các bạn. Đây các bạn thấy tầm đánh không? Cũng an toàn mà, cũng được mà. Đấy. Ok. Mình sẽ thắng cái này cho nó nhanh nào. Let's go. Cảm ơn bạn Geocast nhá. Mình biết là bạn không xem thôi nhưng mà thôi mình vẫn cảm ơn bạn. Mình yêu bạn rất nhiều. Hôm qua là mình xem video của bạn thì thế là mình thấy kiểu có một số cái mà bạn ấy chắc không hiểu ấy. Thế là mình ngồi mình edit một cái video làm clip mất bao nhiêu lâu luôn để giải thích các bạn ấy thì chơi cảm giác kiểu video chất lượng hơn đấy các bạn. Đấy thì nếu mà các bạn thích hãy sang bên đấy xem video của bạn Geocast nhá. Có gì góp ý cho bạn ý. Mặc dù cũng nhiều góp ý phết đấy. Ok. Nhà chả mấy khi có người chơi Battlecat đúng không các bạn? Thì thôi chúng mình hãy cùng ủng hộ anh chàng ý, anh chàng Geocast. Nghe rất là thân thiện. Và bạn ý cũng hoạt động nhiều phết. Cái kênh chính của bạn ấy được hơn 700.000 người đăng ký ạ. Dã man. Nhiều vậy. 700.000 người các bạn tưởng tượng như là kiểu bản thân mình ấy, ngày xưa mình được 50 người đăng ký. 50 người, mình cảm giác kiểu ồ bây giờ mà gọi 50 người ra đứng trước mặt mình xong rồi mình bắt đầu chơi game trước mặt họ thì ui, cảm giác kiểu đông dã man ấy. Bây giờ mình đã được 9.000 người rồi ạ, dã man. À, 9.000 người đăng ký. Wow. Đấy, 9.000 người đăng ký các bạn ơi. 9.000. Ôi, mà này có vẻ hơi nhiều rồi. 9.000 người đăng ký. 9.000 người đăng ký. Quá tuyệt luôn. Ok, 9.000 người đăng ký, quá tuyệt luôn. Đây, mà này mình chẳng cần gọi Uber dạng thắng này. Các bạn thấy con Ramen khỏe không? Quá khỏe. Thắng luôn nhỉ. Ramen cắt khỏe quá. Thắng luôn này. Ui, 50.000 XP một màn, dã man. 50.000 XP một màn hơi nhiều quá các bạn. Thì mình chơi cái này chả mấy chốc mà mình úi. Chơi cái này một lúc chả mấy chốc mà. Đây, cho các bạn xem này. Ui, vai, what the. Một nhảy chết luôn ạ, what. Các bạn thấy con Butterfly Cat không? Một nhảy chết luôn. Hỏi chấm. Dã man khỏe vai. Mà con này mới có level 25 đấy các bạn. Level 25 một nhảy chết luôn. Vai. Kinh đấy, thế khỏe hơn cả 30 đấy. Khỏe hơn cả 30 đấy. Vãi nồi, ok. Kiểu khỏe dã man ấy, mới có Super Rare khỏe vãi. Mà đây mà level 25. Kinh thực sự. Ngày xưa mình toàn dùng Uber tại mình thấy Uber xịn quá. Với cả kiểu up video lên ấy, mà cảm giác kiểu sử dụng nhiều Uber ấy. Cảm giác kiểu người xem sẽ thấy kiểu ui, anh này chơi khủng vãi, xịn vãi, các thứ. Xưa mình
Ngày xưa mình xem YouTube ấy, có mấy bạn YouTuber nước ngoài ấy, dùng Uber các thứ, mình thấy kiểu uầy, thật là đỉnh. Kiểu nhiều Uber dã man ấy, nhìn kiểu màu mè loè loẹt các thứ, trông đẳng cấp. Mình học theo. Thế là thành ra có khi nhiều bạn xem kênh của mình thích dùng Uber đấy. Nhưng mà mày có super rare, thực ra mày có super khỏe nhá, không có con nào yếu đâu. Nhưng mà cầm lại nhìn Uber trông xịn nhá. Tự nhiên có em gái đang cưỡi con lợn này trông không thích. Ok, mình sẽ đánh nhau với con này. Con này là hà mã nhá. Tại sao thỉnh thoảng mình thấy có mấy bạn bảo con này là con lợn. Quá con lợn này bọc thoát ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là Khai xuất chiến. Con này đi hơi chậm nhưng mà nó tanker các bạn, thì thế cũng được. Mà thứ là tanker đi nhanh thì tốt hơn, tanker thường sẽ nhanh. Nhưng mà cái con này nó có cảm sát thương nhé các bạn. Ui thắng nhanh quá, 54.000 XP à. Ok, để tiếp luôn. Cái màn này hình như màn cuối sao nhỉ? Ôi dã man các bạn ơi, chưa gì đã được con mới. Ui đây hình như màn cuối đấy các bạn ạ. Thì khi mà các bạn đánh cái này một thời gian thì nó sẽ đến một cái hình như các bạn phải qua 18 hải rồi. 18 hải là các bạn sẽ đến với chỗ có con Ururan. Ururan các bạn ạ. Con này khá là ngon đấy. Nó là mèo special nhưng mà special này các bạn sẽ dùng nhiều khi các bạn sẽ dùng nhiều đấy. Để sau có mấy con Maniac mà các bạn không có Ururan thì mình đánh chịu luôn. Uầy Kai xinh quá. Tính ra hôm nọ mình nâng cái con này để mình đánh cái gì nhỉ, cái area check arena gì ấy. Ok, mình sẽ gọi con butterfly cat nhá, nó đang bơi này. Cái game này nó logic thực sự luôn ấy, con này nó đang bơi trên mặt đất các bạn ạ. Quá logic luôn. Kiểu bảo bơi dưới nước thì không nói, con này nó bơi dưới mặt đất luôn. Quá logic. Logic một cách không hiểu nổi. Ok, thế rồi, gọi nhầm con này rồi. Ok. Mình đang định gọi 30 các bạn ạ. Thôi lại thêm một em Khai nữa cho nhím nhảy. Ui, trời rét nhưng mà con Khai nó mặc ăn mặc như này không sợ không rét à. Ok, đánh luôn. Mình nghĩ là đánh vào trụ nó sẽ lòi ra thêm con gì ấy. Nghi. Ô, thắng luôn này. What? Dễ vậy. Ô, chưa hết các bạn ơi, chết. Disappointed. God, disappointed God. Wow, cái trụ này hình lâu đài các bạn ơi. Ok, thì mình sẽ chơi tiếp nhá. Mình sẽ gọi luôn con này đi, con này khỏe vãi. Nhìn này xem một đánh một đòn bao nhiêu rồi. 280.000 này. 269, tức là hơn 20.000 sát thương. What? À đâu, 11.000 sát thương. Thế là nhiều đấy các bạn ơi, 11.000 một đòn. Thế nếu mà giả sử đánh đúng không nhỉ? Hay mình tính ngủ nhỉ? 280.000, còn 69 thì chẳng 11 đúng không? Nhà thế là nhiều các bạn ơi, thế là đang to rồi. Mình thấy đang to vãi. Đang to cũng chấp nhận được luôn. Còn cái rác này nó sâu hơn. Ok, đây. Sao mình cứ gọi nhầm con này đấy nhỉ? Để phải bỏ con này ra khỏi đường các bạn. Đấy, hai khi nhau nhảy nhót. Cái con lợn của con Khai này nó lại là con là cái con người tuyết các bạn ạ. Sao con người tuyết là nó sẽ bắn thưởng ra từ mũi. Cowboy Mountain. Đồn à. Núi cowboy à. Mà này có khi là có boss rồi các bạn này. Anh ơi cách nâng mèo level 50 lên 40 cái gì đấy. Trời ơi đã chơi được đến đoạn đấy chưa mà cứ hỏi. Đã chơi được đến cái đoạn nâng lên level 50-40 đâu mà cứ hỏi vậy. Nếu mà nâng lên 40 ấy, thì phải dùng cái cut eyes nha các bạn. Nhưng mà mình đang chưa chơi đến cái đoạn đấy thì mình chưa giải thích được. Ngày xưa thì mình nâng rồi, ngày xưa có nào mình nâng 50 chứ nhỉ? Ngày xưa rồi. Nhưng mà các bạn phải có user rank, đạt một user rank nhất định sẽ nâng lên 50 nhé. Ok, chúng mình sẽ cố gắng tháo màn này nhanh nhanh nhé các bạn. Sau chúng mình sẽ kết thúc video. Ui, quay được con Khai mới xịn quá các bạn ơi. Thực ra con Khai cũng được, còn hơn là quay được con Coppermine hay là con gì thì đen đủ đường các bạn. Đó, thì mình khuyên các bạn ấy, nếu mà muốn quay Uber thì nên chờ cái lúc mà có dịp 100% vẫn quay. Còn các bạn ngứa tay các bạn quay luôn chết đấy. Thề ngứa tay là cái tội, không phải nó trách ai đâu. Ngứa tay là một cái tội chết luôn ý. Đừng bao giờ ngứa tay các bạn ạ. Cái tội là ngứa tay hay là quay nhầm nó là cái tội, không phải nào chấp nhận được. Ôi vãi, còn một ván nữa.
Rodeo này. Ok, chúng mình sẽ đánh nốt màn này em à. Cái tội, riêng cái tội ngứa tay luôn các bạn ạ. Tội ngứa tay là không 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 còn gì để trách móc rồi. Ngứa tay là một cái tội trời đánh các bạn ạ. Ê, các bạn chờ mình tí nhá. Ok, chúng mình sẽ tiếp tục nha. Mình vừa mới phải lưu cái video lại không mà mình kiểu đang quay nó hết dung lượng phát là chết. Đó, ok, chúng mình sẽ tiếp tục đánh nốt màn này này. Mình thấy là hai con Kai này khá là ok đấy. Mình một con thì Anti Angel và cả Alien à. Thì đúng cái mình lại vừa qua màn Alien mất rồi. Mình qua hết mấy cái chỗ có Alien rồi. Thì có thể là mình sẽ test cái này sau. Chứ con này nếu mà các bạn đánh vào đúng cái lúc mà các bạn đang cày Into the Future thì cũng ok đấy. Mà thực ra tương lai thì mình đánh Card of the Cosmos chắc là cũng gần. Chỗ này không có là Anti Red cả, nhưng mà mình có Kai Anti Floating nhé các bạn. Wow, với cả mình có con này cũng là anti floating này. Ui nhưng mà con bún bún đỏ ấy khỏe quá. Để xem nào, để xem nào, để xem nào, để xem nào. Đây mình sẽ gọi thêm một lần nữa đi. Ui nó ra là bị đấm luôn các bạn ạ. Đây mình có con này. Kai cũng là anti floating nhé các bạn. Kai là anti floating nhá. Khai vừa knockback con bu bu này được một lần này. Thường thì một con bu bu sẽ knockback 10 lần. Ok, để xem. Khó quá nhở. Mà này căng thế. Mình sẽ xem mà mình có gọi được con mình sẽ gọi con cover card này ra mà. Ui căng quá. Để xem mà. Ui con này kinh kinh quá. Ôi lại thêm con quả con tên rác nữa. Đây mình sẽ gọi thêm một con Kai. Ui con Kai kia của mình chết rồi. Kai kia chết rồi nhưng mà nó sắp hồi rồi các bạn ơi. Con Kai kia sắp hồi rồi. Ui sợ quá. Bắn ok một phát. Ôi chết luôn các bạn ơi. Tức là mình đang gọi mỗi mít siêu ra thôi. Chờ con Kai kia. Gọi 3 mít siêu này có vẻ ok. Mà có sắp một cát mình sống đấy rồi đây. Đây giết được con tê giác này mình sẽ đầy tiền này. Giết được con tê giác này đầy tiền này. Bắt ok đây rồi. Đó, ui, thắng luôn đây, máy quá, ui, đọc hết cả team các bạn ơi. máy quá, trời ơi. Ừ, tưởng thế nào, ui, giật hết cả mình. Đấy, con Kai nó lợi lắm các bạn ơi. Kai thực ra là một con cực kỳ ok, nếu mà các bạn có thì nó cũng rất là lợi các bạn. Nhưng mà đây mình có tận 2 con Kai liền, tức là double thuận lợi. Bắt thịt luôn. Mình được tận 2 con Kai liền. Bonus chắc là rất là biết là ngày xưa mình khổ nhớ, bây giờ cho toàn một con ngon đấy. Ôi, xong rồi này. Khiếp, được 30 cắt phút mà khổ sở thế. Ok, 50... 5... Ồ, để mình xem. Mình mới có mấy con mới được vậy. Juliet này. Hết rồi à? Hết rồi. Tiếp theo là mèo Ray. Ồ, Witch Cat này là con này mới này. Bây giờ mình mới có đấy. Mercat bây giờ mình mới có này. Đó, Mercat thì cũng nên nâng nhá. Con này nên nâng này. Con này nên nâng. Con này là đánh Floating các bạn ạ. Nhưng mà con này mai sau nâng lên tốt lắm. Dùng ok lắm. Nó giống như là con Ramen Cat đấy. Witch Cat bây giờ mình mới có ạ, khổ thật. Nhưng mà con này mai sau cũng dùng nhiều này. Đó. Con này mai sau cũng dùng nhiều nhưng mà mình lười nâng quá, chưa nâng các bạn ạ. Xem nào. Hình như hết rồi này. Mình có nên nâng thêm con nào nữa không nhỉ? Mình cảm giác mình có hơi hơi nhiều gái trong team đấy các bạn ạ. Được toàn gái ơi. Này con này gái này. Gái này, gái, 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 gái. Gái đấy, quá nhiều luôn các bạn ơi. Quá nhiều luôn, trời ơi, mình đang có quá nhiều gái trong phim mà. Ok, chắc là video trong video này mình kết thúc ở đây thôi nhỉ. Cảm ơn các bạn xem video của mình nhá. Video này mình thôi mình kết thúc ở đây thôi. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng vé vàng vé bạc nhá. Ok, cảm ơn các bạn xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn trong nhiều lần sau nhá. Bye bye.